anh Phúc, mình lên tập trung nhé. Đi, đi lên chú. Và đây là niềm hy vọng của Việt Nam, cô gái vàng của bơi Việt Nam sẽ thi đấu ở làng bơi số 4. Và bây giờ sẽ là 5m cuối cùng. Chúng ta đang chờ đợi tấm huy chương vàng của môn bơi trong ngày hôm nay. Đúng là một sự áp đảo hoàn toàn mà cô gái vàng của thể thao Việt Nam tạo ra so với các đối thủ, thể hiện ưu thế của mình với việc bước lên so với các đối thủ bám đuổi. Sao nha, ăn đòn đó. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.